Hôm nay cùng mình vẽ lịch cho năm 2024 nhé. Dụng cụ gồm một chiếc bảng thép canvas cùng 3 cây bút phấn nước màu trắng, cam và xanh. Mình dùng bố cục khá đơn giản, lịch viết bên dưới, hình minh họa ngay phía trên. Tiêu đề tháng 1 viết to bằng phông chữ calligraphy và bởi vì đây là khởi đầu của năm mới nên mình đã dùng màu cam cho rực rỡ. Bên dưới sử dụng bút màu xanh biển để viết tiêu đề thứ. Tại sao lại chọn màu xanh biển thay vì màu khác? Thứ nhất, màu xanh biển đại diện cho niềm hy vọng, những hoài bão. Ngoài ra lý do thứ hai nữa là nó đi kèm với màu cam làm cho tổng thể hài hòa, thu hút thị giác hơn. Mọi người cũng có thể dùng cặp màu khác theo ý thích nhé. Tiếp đến sử dụng bút màu trắng, điền đúng số ngày trong tháng bên dưới là xong phần lịch. Giờ vẽ hình minh họa cùng mình nhé. Có rất nhiều hình ảnh đại diện cho năm mới. Tuy nhiên mình chọn vẽ hai ly bia cùng nhau, bên cạnh là những chùm pháo hoa bắn ra với hy vọng sẽ có một khởi đầu suôn sẻ và vui vẻ. Thông thường mọi người hay vẽ lịch trên giấy nhưng vẽ trên bảng cũng là một trải nghiệm khá hay ho, mọi người nên thử. Bạn có thể đặt trang trí ở bất kỳ đâu mình muốn. Sang tháng mới thì xóa tháng cũ đi rồi vẽ lại. Muốn đánh dấu ngày quan trọng của tháng cũng rất là dễ dàng. Ok, giờ thì cùng mình xem lại thành quả nhé. Nhớ follow thế giới bảng để biết thêm nhiều tips vẽ bảng hay nhé. Hãy bước về phía có bình minh đầy nắng. Giờ là lúc bao nhiêu yêu thương tình thơ nở hoa trên cát trắng. Lấp lánh này vẫn cứ dần đơn rực rỡ. Làm tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi. Đến đây ngồi hát cho đời.